Xin chào, rất vui lại được quay trở lại với tất cả mọi người trong một cái chương trình test hàng của Nam Huy Audio. Các bạn đang xem kênh YouTube của Nam Huy Audio. Hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để theo dõi và mua sản phẩm âm thanh chính hãng giá rẻ. Ngày hôm nay thì hiện tại đây thì em đang có một đơn cho một bác khách hàng, đó là bác Tiến ở quận 6, phường 1, Hồ Chí Minh. Bác có lấy bên em cả một cấu hình combo rất là siêu khủng. Cả cấu hình này sẽ gồm có một đôi loa C7000, một con đẩy liền vang X10, một con mic VM2022 Plus của EB Pro mới về bên em. Và bên em với cái cấu hình combo này thì bên em sẽ tặng cho các bác một con lân tiếng, đó là con lân tiếng CB900 Premium phiên bản chính hãng của TD Acoustic. Giá trị của con lân tiếng này là 2.200.000 đồng, thì bên em sẽ tặng thêm vào cái cấu hình combo này. Và chúng ta bắt đầu đi tổng thể về sản phẩm cấu hình combo này nó sẽ là như thế nào. Trước tiên đó là một đôi sản phẩm C7000. Con này thì trong cái năm trước thì nó sẽ là nhất trong phân khúc loa cây của EB Pro, nhưng năm nay thì nó sẽ chỉ là nhì thôi, đúng không ạ? Bởi vì dòng cao cấp của EB Pro, dòng cao hơn, đó là S622. Đấy, thì con C7000 này thì sẽ được có một cái giá sale nó sẽ là tốt hơn. Cả cấu hình combo này khuyến mãi giảm giá lên tới 4 triệu đồng. Một con C7000 này là giảm giá từ 14 triệu còn 13 triệu. Cộng với một con lân tiếng này được khuyến mãi thì là 2 triệu 2, tổng là 3 triệu 2. Cộng thêm bao ship toàn bộ, cấu hình này sẽ được giảm giá lên tới 4 triệu đồng. Với thiết kế của nó sẽ là chạy bằng 2 bát 25, đấy, một chung và hai tép, cho ra chúng ta rất là nhiều giải tiếng khác nhau. Đấy, chúng ta có thể hát nhạc trẻ này, nghe nhạc remix này, bolero này, và những hát những cái dòng karaoke bản nhẹ, thì con này đáp ứng đầy đủ tất cả những cái nhu cầu của chúng ta. Với chạy bằng 2 bát 25 thì chúng ta có thể sản phẩm này sẽ không cần thêm súp nữa. Đấy, thêm súp vào càng hay, nhưng mà sản phẩm này thì nó đã cắt được với những cái tần số sâu mà chúng ta đã mong muốn rồi, thì con C7000 này đáp ứng rất là tốt. Giá hiện tại thì em thông báo qua một chút, là thông báo con này sẽ là giá là 14 triệu, giảm giá còn 13 triệu đồng. Tiếp theo với chúng ta đó là một sản phẩm, đó là con DXPX10. Đối với sản phẩm DXPX10 này thì như tất cả mọi người đã biết rồi, dòng đẩy liền vang công suất khỏe và cao cấp nhất hiện tại ở trên thị trường là sẽ là con X10 này. Không có thể con nào có thể là có công suất cao được bằng như con này, và cái nhiều cái tính năng như con này. Đấy, thứ nhất là nó sẽ có những tính năng như là feedback 6 chế độ này. Ở đây là bóc siêu, các bác có thể về nhà có thể bóc cái tấm dán này ra. Đấy, 6 chế độ feedback và 5 chế độ effect khác nhau. Đấy, các bác nhìn này, 5 chế độ effect khác nhau. Rất là nhiều những cái chế độ effect để cho chúng ta có thể là phù hợp với giọng của chúng ta. Tiếp theo là phần chỉnh music EQ, có nghĩa là lọc chỉnh lọc xì đấy ở những cái giải tần khác nhau, và chỉnh mic EQ. Đấy, lọc xì của cả mic nữa. Chế độ feedback 6 chế độ thì 100% là không, chế độ chống hú của nó là gần như là tuyệt đối rồi, đúng không ạ? Đấy, những cái tín hiệu đầu vào, ví dụ như là những cái tín hiệu đầu vào khác nhau rất là nhiều, tín hiệu Bluetooth này, USB này, đấy, và những cái tín hiệu như là DVD in này, VLC in này, đấy, cổng quang, đầy đủ hết đối với một con này. Đặc biệt con này thì sẽ không khó chỉnh, bởi vì sao? Ở bên dưới này sẽ là thiết kế, đó là toàn bộ sẽ là phần chỉnh cơ. Đấy, từ phần chỉnh echo này, delay này, repeat này, đấy, bát chép của echo này, đúng không ạ? Echo level này, echo R sẽ được hạ cấp ở dưới này thì sẽ chống trẻ em vặn nghịch, có thể xoay mất cái chế độ cân bằng của nó đi, đúng không ạ? Phần chỉnh volume của mic ở bên trên này, và phần chỉnh bát trung chép của mic và bát chân chép của music rất là cơ bản, nên là tất cả mọi người có thể rất là dễ dàng sử dụng đối với con đẩy liền vang X10 này. Hơn thế nữa, nó sẽ có thêm tích hợp thêm, đó là một chiếc điều khiển. Đấy, đây là chiếc đấy điều khiển. Đấy, tích hợp thêm điều khiển từ xa, ví dụ là tăng volume, tăng to nhỏ, hoặc là chuyển những cái chế độ echo này, chế độ feedback này, chế độ tín hiệu đầu vào này, tắt lượng âm lượng này, tăng cả bát trung chép lên này, rất là đầy đủ trên một chiếc điều khiển này. Đấy, tiếp theo đấy là một con VM2022 Plus của EB Pro mới cho ra mắt. Thì con này thì sẽ là một con giá thành hợp lý mà chất lượng bắt nhạc cũng rất là tốt đối với con mic này. Đấy, đầy đủ, nhìn trông nó thon nhỏ gọn nhưng mà rất là hay, bắt mic rất là nhạy đối với con này. Đấy, đặc biệt thì con này thì hiện tại đang có giá là 1.500.000 đồng, nhầm một chút. Và một con lân tiếng CB900 này là bên em tặng thêm, chính hãng của TDL Cotic, có model là CB900 Premium. Đấy, ok, và em sẽ thử qua một chút cho bác toàn bộ cái cấu hình của anh Tiến này. Anh Tiến đấy, ở quận 6, phường 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, có lấy ở bên em cả một cấu hình combo và tặng con lân tiếng CB900 Premium đấy, giá là tổng là 22 triệu đồng. Ok, thay mặt Nam Huy cảm ơn anh Tiến rất là nhiều, và mời các bác cùng đi bắt đầu tiến hành test thử chất âm của cấu hình combo này nha.
em sẽ thử qua tiếng mic cho tất cả mọi người cùng nghe qua một chút. Với cái con mic tuy bé bé nhỏ nhỏ thôi nhưng mà có võ rất là cao, VM2022 Plus. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rừng hoa đẹp nhất hoa màu tím. Con này hát rất là nhẹ nhá. Đấy. Khi mà tất cả mọi người có thể nhìn em để mic rất là xa này, nhưng mà bắt mic vẫn rất là tốt luôn. Với cái cấu hình combo hoàn chỉnh này thì cho bác Tiến cảm ơn bác rất là nhiều đã ủng hộ tới Nam Huy Audio. Và tất cả sản phẩm chính hãng của bên em sẽ được bảo hành lên tới 2 năm. Và giá của combo lần này rơi vào tầm chỉ trên 22 triệu đúng không ạ? Chỉ trên 20 triệu một chút, đó là 22 triệu đồng. Ok, và các bác nào cần quan tâm đến những cái sản phẩm chính hãng của EBPRO có thể liên hệ trực tiếp tới Nam Huy Audio. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau.